Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình có mấy cây này, hôm nay mình thấy đẹp đẹp nè, mình đem xuống để mình giao lưu với các bạn. Tức là còn một cái cây này nữa nè, nó lớn quá rồi, mình thử ra mình cũng hết chỗ, không có chỗ á, sắp sửa cũng hết nắng, thành thử ra mình cũng giao lưu luôn cái cây kỳ duyên này. Hôm nay là thấy nó phát triển khỏe quá, cây này một cốt một tàn rất đẹp luôn này. Tàn tròn luôn, một cốt nó đi lên rồi nó phân tàn nha các bạn. Đó thì hôm nay là mình sẽ giao lưu ba cây này. Đó, cây này thì nằm trong chậu C11A nha các bạn nhé. Đó, nằm chậu C lớn. Củ của nó đây. Cây này là cây Phúc Tấn nha các bạn. Đó, hoa Phúc Tấn nè, đang cho hoa rất đẹp luôn. Đó, bộ củ nó đây nè, củ nó cũng đang phát triển khỏe nha, nó nức như vậy là củ nó đã phát triển rất khỏe luôn. Cây này là bao nhiêu tược đây? 2, 4, 6, 8, 10 tược nha các bạn. Rồi bộ củ của nó đây. Bộ củ của nó thì rất đẹp luôn nè. Đó. Cây này đang nằm trong chậu C11 lớn. Rồi 350 cây này các bạn nhé. Rồi mình giao lưu cây này 350. Còn cây này bộ củ cũng khỏi chê luôn. Hai cây này là hai cây mà mình tuyển, hai cây củ rất đẹp luôn các bạn. Đó, bộ củ nhìn quái đẹp chưa. Này cũng nằm trong chậu C11 lớn luôn. Bộ củ thì khỏi chê rồi nha các bạn. Cái này hoành của nó là 62 các bạn, còn cây này là hoành 60, nằm trong chậu C11 lớn. Cây này là cây sương mù, bông rất đẹp. Cái này thì đang cho nụ, đó có hai cái nó ra trước rồi, nó ra bông rồi, còn đang nụ rất nhiều này. Đây trên nụ không. Tìm nụ. Cây này cũng 10 bo luôn nha các bạn nhé. Hai cây này thì củ thôi khỏi chê, đẹp lắm. Đó, các bạn thấy mũi mũi củ nó chết không. Rồi cây này cũng 350 luôn. Ai lấy một cặp đó thì mình giao trong lưu trong thành phố nha các bạn. Mình để nguyên như vậy mình giao nè, chứ mình không có đóng thùng mình giao xa đâu nha. Rồi anh em nào, các bạn nào ở trong thành phố thì nếu mà yêu mến hai cây này thì alo cho mình nhé. Đó, mình để về, mình để lên trên cái gác ba ga mình chở đi luôn, chứ mình không có đóng thùng, cho nên mình không có ship xa. Rồi anh em nào trong thành phố thì nếu mà yêu mến cặp này thì alo mình, lấy một cặp thì miễn phí ship luôn các bạn. Đó, củ nó đây, củ đẹp ghê các bạn. Cây này tại mình chật chội quá cho nên mình giao lưu, mình tại mình nhân giống nó cũng nhiều, không có chỗ để cho mấy cây xíu kia, thử ra mình nó đẹp đẹp mình đăng lên mình giao lưu. Còn cây kỳ duyên này thì củ nó đây lớn nha các bạn nhé. Rồi một cốt đi lên rất đẹp luôn, lên phân tàn cực kỳ đẹp. Chiều cao của nó là từ ở mình chậu lên là 1 mét đó các bạn ạ. Bộ tàn phân ra cũng 1 mét luôn, phân chi tàn quá nhiều luôn. Cây nhìn giống như cây cổ thụ nha các bạn. Cây này thì đẹp lên cực kỳ rồi, về có thể là xả tàn, cái này về xả tàn lại cho nó nhân nhắn nữa là bộ tán nó càng rậm nữa nha các bạn nhé. Rồi cây này nếu mà anh em nào trong thành phố yêu mến thì mình giao lưu luôn, cây này là một chiều nhé. Đó, một chiều có cây, nếu mà có chỗ để, tại mình không còn chỗ để, chật chội quá nên mình giao lưu cây này, chứ cây này cũng đẹp lắm nè. Mình đang định xả tàn thôi, nhưng mà giờ anh em nào mà yêu mến thì mình giao lưu luôn. Mình xả giờ cây này là về là xả tàn là vừa rồi đó.
Đó, cây này mình giao lưu cũng anh em trong thành phố nha, mình để vậy mình chở nguyên cây đi luôn. Rồi thì lâu lâu mình có cái cây nào đẹp đẹp á, mình cũng đăng lên mình giao lưu để kiếm tiền còn phân thuốc nữa các bạn ạ. Chứ cái phân thuốc nó tối ngày là rồi là hết 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 tiền rồi. Đó, cặp này rất đẹp nha các bạn, cây này nó lên này. Cặp này thì 700. Rồi, anh em nào ở trong thành phố nếu yêu mến mình để số điện thoại bên dưới nha. Có gì alo cho mình rồi mình sẽ giao lưu đến tận nhà luôn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé.